gói kim cương hoặc là một vài gói gì đó hay hay nữa. Nên là ngay từ lúc những phút đầu tiên của ngày 1 tháng 8 thì anh em có thể quất ngay gói rồi. Đây là cơ hội Ronaldo, Rooney, tuyệt vời. Pha vẩy chân trái đánh lừa thủ môn rất hay đến từ Wayne Rooney. Bộ đôi tiền đạo đã từng là gọi là gì nhỉ? Con hàng không thể thiếu của MU. Những ký ức mang lại cho fan MU rất nhiều những cái nỗi buồn. Ui, vẩy chân trái bóng xoáy ra thủ môn này lỗi. Một cái liếc bác đi ra đi. Đến cuối tháng lại nhìn thấy bác Khánh nghiêm túc, lại thấy trông trắng trắng. Khổ thân bác quá. Roy Keane hay quá kìa. Sai sai, nhảy. Nhảy và nhót này. Ui thủ môn tệ thật. Đây là một trận đấu rất là tệ đến từ Donnarumma. Và rất mong những bạn nào khán giả đang xem ở sau, những bạn vào muộn thì hãy rất nguy hiểm. Wow, Figo. Ăn mừng cũng gọi là ấy, giống như ông Roy Keane vừa nãy. Hãy nhìn xem pha đóng này. Ôi, rỗng thế này thì. Hoặc là ví mo mo để mua. Bạn hãy bấm vào fanpage BLVLBK thì ngay bài đầu tiên khi bước vào trang là có cái trở thành người ủng hộ đấy. Đó là cái mà giúp các bạn trở thành fan VIP. Đây là Wayne Rooney, Rooney TC, Rooney chạy cực nhanh, có ma tốc độ. Rooney đối đầu Walker, chuyển xuống Ronaldo, tỷ số là 3-1. Đó là kỹ năng của hai dân chơi, được gọi là quỷ đầu đàn. Ronaldo linh hồn của MU những năm 2007, 2008, 2009. Còn Wayne Rooney đến tận những năm 2011, 12. À vâng, em nghe nói là Drogba Icon thì ở bên FIFA 20 có, nhưng FIFA Online 4 thì chắc phải chờ ít nhất là một năm. Ít nhất năm nữa. Chelsea Minh Long. À, bác đại gia trên đất là thôi kệ. Thi thoảng mấy thanh niên là chưa biết thì hỏi được. Đấy đâu? Hay. Pha tạt cánh tuyệt vời và Ronaldo ghi bàn vào tỷ số dành cho Chuối Xanh. Trường Hala thì phải là chơi lớn. Trường Hala. Tân Minh không được à? Không được thì thôi. Cái đấy thì anh chắc là chưa hiểu lắm, để hôm nào anh chỉnh sửa sau. Vâng, Thái Hoàng Phạm, cái tên này rất là quen. Đã từng xem anh trong cách đây tầm khoảng 2 tháng gì đấy. Từng xem một khoảng thời gian dài dài nhưng sau đó thì không thấy đâu. Vieira! Lần này không cột xà nữa, 2-0. Ăn mừng, ăn mừng. High five, high five, high five. Một fan mừng rất kiểu là ấy, những cô gái lứa tuổi xì tin. Bình luận Kendo là ấy, chỉ có 200 view. Thậm chí không đến 200 view, bây giờ đang có 198 thôi. Chào cháu quân là Lê nhá. Gia Minh nhà sao free rất ít là khi xuất hiện ra sự cơ hội. Tuyệt vời. Đây, điều tôi nói đến. Điều tôi nói đến đó chính là Alisson sức bật kém. Nhìn kiểu bật đấy, nhìn bật xa không ổn lắm. Vieira pha dứt điểm chân trái. Đấy, sức bật kìa. Hello Quý Đình Hòa, chào bạn Đinh Quý Đạt nhé. Hello Minh Sang. Huy Hoàng chuẩn rồi, giọng Anh dọa trẻ con được. Cụ yêu xê. Ui giời ơi. Đừng làm tôi thấy thèm muốn. Phút 69 huyền thoại. Cụ quay người ghi bàn. 180 độ quay người ghi bàn. Bóng bay cực găng. Ui giời ơi. Và Alisson nhìn này, chị sức bật này. Đấy. Sức bật Alisson là như vậy đấy. Phản xạ. Bảo Ngọc. Mình gọi là lấy công bù thủ đấy mà. Em vừa giới thiệu like anh cho bọn bạn bảo là hay hả? Ok, cảm ơn nhá. Cảm ơn Mậm Nguyễn và xin gửi lời chào đến bạn của những bạn Mậm Nguyễn. Ui trời ơi, cụ kìa. Ai, cụ không hề ngại vết bẩn. Cụ có thể mọi tình huống, mọi tư thế. Và lại là cái kèo chân trái 5 điểm. Trời ơi, lại làm tôi thèm rồi. Những kiểu sút xa rất đúng kiểu của tôi, những pha sút xa tỉ đè khỏe. Chiều cao tốt thì tôi nghĩ rằng là đắt, rất đắt, đắt hơn cụ nhiều đấy. Paulinho TS, bàn thắng tuyệt vời. Đó là đẳng cấp của một người đã từng xếp hạng 10 của rank. Chào Hải Ri, tuyệt vời quá. Pha chạy xuống của Paulinho thể hiện cái thời kỳ gọi là đỉnh cao phong độ. Đây này, nhìn di chuyển này, đá như rô luôn. Bản lĩnh người Brazil, những kỹ năng di chuyển nó vô cùng thông minh. Dòng máu sản trên kênh này đó là một, đó là đọc giày. Hai, Phan Ngáo. Angri, bàn thắng. Bàn thắng. Chắc chắn là bàn thắng. Góc này Angri gần như không thể sượt được. 2-0 dành cho boss của Bà Rịa Vũng Tàu. Xứng đáng để làm boss.
Rồi ok. Như vậy ông cháu Việt Bay bảo rằng là bộ quản tí mà clear được team thì sẽ có được phần thưởng rất là lớn về mặt tình cảm và thể xác đến từ anh chàng bộ quản đấy. Ông cháu Việt Bay tuyệt vời. Messi sút quả này hay quá. Tưởng rằng là ZD nhưng mà lại đóng ở góc gần chéo trên cao. Tỷ số được mở. Trần Quốc Hậu có chứ, Trần Quốc Hậu. Vũ Hà. Văn Hùng á, anh không biết cái đấy là cái gì đâu. Để huy hiệu Phan Ngáo với phôi thuốc không? Có lẽ chuẩn nhất là hình con Husky. Husky là thuộc giống chó ngáo nhất. Rất nguy hiểm, Ronaldo! Tuyệt vời. Pha dứt điểm vào nách. À, Hưng Trang mấy bữa nay đi làm thì ok nhá. Ui, đẩy kìa. Tình huống đẩy mà. Nguyễn Duy bữa nay vợ em nó bắt em trông con nên giờ mới coi stream mà ok. Rồi, không sao, những người đàn ông của gia đình, những người bố của gia đình, người bố của năm. Đúng rồi, Hưng Trang lên phản cứng rồi, Paulinho, Ronaldo, Gullit, 2-1. Vâng, như vậy bộ quảng sau khi bảo rằng là sẽ được... ông này bị lên cơn sài giật à? Gullit không ai vào ôm cả, ông giật này. Này. Thề luôn Gullit như kiểu bị lên, không biết có cười không? Có thể là cười, đấy là Ronaldo. Pha khống chế hơi khó. Phạt góc dành cho anh chàng Xét Xíu. Xét Xíu đúng là trùm của Bà Rịa Vũng Tàu. Không phải ăn mừng như vậy đâu, đấy là một cái lỗi. Lỗi của game. Paulinho, tuyệt vời. 3-1. Bộ đá hoàng Paulinho đang thể hiện được một cái phong độ ghi bàn cực kỳ khủng khiếp. Hai bàn liên tiếp hai trận. Chàng Nguyễn Khải. Công nhận boss. Paulinho 19TS. Một trong những con hàng CM nếu thời xưa tôi dùng con hàng TT đấy. Paulinho thời xưa tôi dùng là TT cộng 3 cộng 4. Đá kinh thật. Nguyễn Duy ok. Trần Dũng đúng rồi, đây là Paulinho, Linho này. Linho này, tạt cánh này và Rô. 4-1. Paulinho quá hay luôn. Đây là fan mừng vịt đẹp. Chóng mặt lắm. Tạt cánh, đấy đâu, không vào. Ai là thủ môn bên kia nhỉ? Trông giống Donnarumma, à, không phải. Ông gì nhỉ? Areu là Romero. Mendy. Lại là Paulinho. Paulinho quá tuyệt vời anh em ạ. Đức Mạnh nhá, có một mình cái gương mặt thân quen thôi. Hoàng cái GRVTC ra nhanh liên tục. Thì sắp tới đây khả năng là tầm khoảng tháng 9. Còn cùng lắm là cuối tháng 8 là có thông tin mùa mới, tôi nghĩ như vậy. Quốc Lê còn nguyên rất nguy hiểm. Và dứt điểm tuyệt vời của Gullit. Hay quá. FIFA ra góc nhìn thứ nhất. Gullit sút chéo góc chân trái tốt quá nhỉ. Thì ông trọng tài ông cản người không bóng. LBK không phải bán hành mà LBK ăn hành. Một cái team đói hành này nên là LBK rất là nghèo. Lúc nào cũng bỏ tiền ra để mua hành, mua ấy. Rất nguy hiểm. Rô. Ánh sáng trở lại rồi đây. Tuyệt vời quá. Ây à, áo tuyển Nga đẹp trai quá nhờ. Một pha sút cũng phải nói rằng là không thể cản phá. Bóng chéo góc Thỏ Ngọc. Thỏ Ngọc đẹp lắm. Thời đấy thuộc về cái loại mà hàng họ là không hề có chỉnh sửa nhé. Đa phần cái thời đấy diễn viên của họ đều không chỉnh sửa như giờ. Bây giờ toàn bơm bủng với lại phẫu thuật. Ngày xưa là thuần luôn tự nhiên. Ui, câu trả lời vô cùng uy lực và cân nặng. Nó có phân lượng đến từ Rô, đến từ bên kia anh chàng Xét Xíu. Vâng, chào kính chào tụi con tí luôn. Hải Đặng á, cái đấy link đấy chỉ bên Trung Quốc thôi. Ngày xưa lúc bên dùng Hồng Kông hay Đài Loan họ không cho xem luôn. Ronaldo! Ui! Rô dứt điểm đề hay quá nhỉ. Chào Bùi Đức Thắng. Bạch Cốt Tinh. Ngộ Không 3 lần đả Bạch Cốt Tinh nhé. Tôi Ngộ Không 3 lần thu phục Bạch Cốt Tinh. Hay. Cũng 18 cộng. Bạch Cốt Tinh này ơi ơi, đó là ai đấy nhỉ?
Trông mặt này giống đờ bú à, không 21. Người bẩn bẩn này ông nào ấy nhỉ? Ai đây, ai đây, ai đây? Azera. Trung Hiếu à. Quánh cái đầu, rồi. Là Ibra TC, phản công rồi. Rafford, Zetro Willem, một con hàng thể hình rất dày, chạy nhanh. Lên là Rafford, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Tỷ số là 1-0. Một pha dứt điểm bóng gọi là rách lưới. Bạn Dương Quang bảo giật thế à, do mạng Lưu Dương Quang lởm nhá. Rafford số áo 19. Mùa GR cộng 5. Hy vọng em sẽ gọi là uy lực mạnh mẽ, không như phải là tên Công Công. Không phải là Lý Công Công được rồi. Em sinh Lý Mạnh rồi thì em sẽ gặp nhiều may mắn. Oliver Đợn, mặc dù tên là rùa nhưng mà cầu thủ chạy đều rất nhanh. Tên rùa nhưng chạy rất nhanh, Ronaldo, đề tuyệt vời. Những pha đề chuẩn bài. Và anh chàng Vũng Tàu Nguyên Lâm, người sập trong lúc này đây. Chúng ta nên ghi là tỷ số. Vâng, anh Đức Trang score. Thấy FIFA 4 khắm hơn FIFA 3. Có thể là khắm. À, được đấy. Angry vỉa má ngoài. Alo, alo. Điện thoại alo. Già rồi. 2-1. Đóng quả má ngoài, bóng xoáy kìa. Ui. Xoáy này thì chịu rồi. Thủ môn chỉ có thể vào nhận bóng. Phạm Minh Tiến á không? Mai Thanh Tùng đúng rồi đấy. Teles anh đang dùng thẻ 18 cộng 6. Lương 9 mà con hàng 18 cộng 6 được công nhận là lên công về thủ. Ngon! 3-1, ủi đóng. Tạt bóng đúng tầm xong vô lên một cái quả rách lưới luôn. Ngay lập tức khoảng cách hai bàn được thiết lập và tỷ số là 3-1 trong hiệp đầu tiên này. Âu Lê Văn là cố mà cày đi. Trận Đắc Tài đêm nay chắc là tầm lại 2 giờ sáng. Dũng Hà, nếu đúng 2 giờ sáng thì anh hơi căng. Bởi vì chỉ sợ lúc 2 giờ sáng là lúc anh nghỉ rồi. Đúng 2 giờ sáng anh nghỉ kiểu đấy. Ronaldo 4-1. Thôi ghi tỷ số. Ghi tỷ số luôn là 4 đều rồi. Như vậy Bà Rịa Vũng Tàu và LBK đang hòa nhau tỷ số 4 đều, hay đấy. Rafford GR cộng 5 chạy chỗ cực kỳ chăm chỉ. Vâng, bác Khánh Nguyên Túc lại mua Mario Hermoso làm gì đấy bác? Mua gì lắm thế? Hermoso chỉ có 2 mùa là ok, đó là mùa 18 với lại mùa ấy thôi bác ơi. Mùa 18S thôi. Gullit, Ronaldo. Tiền Nguyễn là anh không bao giờ anh khuyến khích các bạn là ôm hàng cả. Ui, dứt điểm kìa. Không cần đàm kìa. Wow. Rafford GR cộng 5 và Gullit ăn mừng. Vái cụ này. Hermoso đá chỉ đá cánh. Mà vì đá cánh nên là Hermoso chỉ có 2 mùa 18S với lại mùa ấy. 18 thường là mùa để đáng chơi. Đặc biệt 18 thường là lương 6. Chạy nhanh, đá ngon. À, năm em nhanh chơi nên nó hay à. Được, hợp lý rồi. Vỉa máu ngoài giống Văn Hậu à. Sai rồi. À, vâng, bàn thắng danh dự thứ hai dành cho Nguyễn Lâm. Cái kiểu vỉa má ngoài phải là khởi điểm từ những quả chuyền chọc khe mà vỉa má ngoài của Brazil nó tạo thành cái gì đó cực kỳ là mỹ lệ và màu mè, hoa lá cành, hoa mỹ. Sau đó người phát triển lên thêm thành Trivela. Những cú vỉa má ngoài dứt điểm đó lại là ông Quaresma. Còn Văn Hậu là những người học trò đi theo sau thôi. Ronaldo 5-3 rồi. Vâng, Phu Phương mai là giải quán kim cương top 30 nữa DTB cộng. Bởi vì Đạt Don Chê là thanh niên đấy. À, ngày hôm nay là bước qua ngày hôm nay là sinh nhật thì phải. 31 sinh nhật đúng không? Chọc khe tốt, Ibra, Ibra ra ra ra, Ibra Messi, Ibra, tuyệt vời. Sợi ăn mừng ba lô tele luôn. Nhìn mặt cắm vãnh. Ibra ăn mừng ba lô. Phối hợp đỉnh cao. Không phải Messi là người dứt điểm mà cuối cùng Ibra để Servin ấy. Quần áo thì thùng thình rộng ra xong rồi Servin vào nhìn nó thô. Trong khi đó mặc cái bộ đồ gọi là ấy, bó sát thì bê bê.
Đây là cầu thủ gọi là gì nhỉ? Người anh chàng miền biển. Món ăn bề bề. Thần đồng bóng nhựa, thiên tài bóng nhựa. Bề bề là người ghi gỡ hòa. Trận đấu lại phải kéo dài. Chúng ta sẽ lại tiếp tục có những đợt xuống giá. Và sau khi xuống giá xong đến đáy rồi thì bắt đầu lại lên giá giống như TI đã từng có. Một đều rồi. Nhờ, Nguyễn Anh Tài ông lại hỏi thế rồi. FIFA 20 còn chưa xuất xưởng. Tôi chưa sờ một phút nào FIFA 20 ông lại hỏi rồi, rất nguy hiểm. Như vậy là khoảng cách được thiết lập. Và trận thắng đang đến rất gần dành cho Queen United. Lên là ok nhá, chào Bùi Đỗ Vang nhé. Nhiều bạn hỏi rất là lạ.